Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình là một chiếc iPhone 15 Plus. Hôm nay mình sẽ thực hiện clip này để hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể cài đặt và để cho nó như là một cái đồng hồ hay là một cái màn hình chờ khi các bạn cắm nằm ngang điện thoại và cắm sạc như thế này nhá. Thì để cài đặt và tích hợp được cái hiệu ứng cũng như là những cái thông báo, thông tin mà nó hiển thị khi mà các bạn để nằm ngang điện thoại như thế này. Đấy, thì các bạn cần phải thực hiện cho mình thao tác như sau. Đầu tiên, các bạn sẽ mở máy ra. Điều đầu tiên các bạn cần phải làm là cập nhật iOS 17 trước đã nhá. Với những cái dòng iPhone 15 series thì nó đã mặc định iOS 17 rồi. Và những cái dòng điện thoại 12, 13, 14 hay những cái dòng khác các bạn muốn dùng được cái tính năng này thì các bạn cần phải cập nhật để iOS 17 cho mình. Ok, đầu tiên thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt. Đấy, mục tiếp đến chúng ta sẽ có một cái mục chờ như thế này. Trên iOS 17 sẽ có. Và các bạn sẽ mở lên. Đấy, và các bạn sẽ phải bật cho mình cái mục chờ lên như thế này. Đấy, thì ở đây nó sẽ giải thích cho chúng ta xem luôn, đó là cái mục chờ này nó sẽ bật khi iPhone của các bạn được đặt hướng nằm ngang và đang sạc. Đấy, để nó hiển thị một số những thông tin tiện ích như khung ảnh hoặc đồng hồ vân vân. Đó. Ok, và chúng ta sẽ bật tất cả cái chế độ ban đêm này lên để nó sẽ hiển thị bằng cái màu tông đỏ như thế này. Đấy. Cái này thì nó sẽ tương tự như là các bạn đang dùng cái đồng hồ Apple Watch ấy mà đang sạc ấy, để ngang nó cũng sẽ hiển thị những thông tin như thế. Ok. Bây giờ thì mình sẽ thoát ra như thế này. Tắt màn hình đi. Đấy, các bạn tắt màn hình đi nhưng các bạn cứ mở cái khóa xoay ra cho mình nhá. Mở khóa xoay này ra. Đấy. Rồi, bây giờ ví dụ các bạn đặt ngang như thế này, nó sẽ không có gì cả. Tắt màn hình đi, đặt ngang. Ở đây thì mình sẽ thử đặt về trên cái hộp như thế này. Ở đây thì tiếp đến mình sẽ cắm cho nó một cái sạc. Đấy. Các bạn sẽ cắm sạc cho mình. Đó. Rồi, cắm sạc như thế này. Các bạn chờ một chút. Đó, ngay lập tức nó sẽ hiển thị này. Chào mừng đến chờ. Ok, các bạn phải đặt ngang thì nó mới hiển thị ra nhá. Mình vừa đặt dọc lên thì nó sẽ không hiển thị nữa. Đây, mình sẽ quay cái điện thoại xuống một chút để các bạn thể nhìn rõ hơn. Rồi, tiếp đến này, các bạn sẽ chọn cho mình cái mục tiếp tục. Đó, các bạn thể nhìn thấy, nó sẽ hiển thị luôn đồng hồ và lịch. Đấy, ngày tháng như thế. Như vậy là các bạn sẽ để ở đầu giường hay là để trên đế sạc không dây ấy, nó sẽ hiển thị ra như thế này, rất là đẹp. Kể cả khi các bạn để trên bàn làm việc ấy, nó cũng rất là hay và đẹp. Đấy. Ở đây thì khi các bạn chạm vào nó sẽ hiển thị ra một cái mũi tên, các bạn bấm vào mũi tên. Đấy, thì chúng ta sẽ có thể chỉnh sửa được giờ giấc nhá, giờ quốc gia, giờ quốc tế như thế nào, các bạn có thể tùy chọn. Đấy. Ví dụ mình hủy, mình back lại. Đấy. Mình để một chút. Tự động nó sẽ tự chuyển sang. Đấy, rất là hay và tiện. Đấy, sạc này. Đấy, thông báo tình trạng sạc. Đó. Lịch này. Đấy. Chạm vào lịch chuyển sang. Đấy. Ví dụ thế mình sẽ chuyển. Đây, thì nó sẽ có cái tính năng mới trong lịch như thế này. Đấy. Rất là hay. Ok. Thoát ra này. Tắt màn hình đi. Đó. Nó ngay lập tức nó sẽ hiển thị ra luôn. Cái này thì nó sẽ như mà là một cái tính năng gì nhỉ? Always on display ấy. Ở trên những cái điện thoại cao cấp, đời cao cấp. Tuy nhiên thì nó sẽ là một cái màn hình chờ tất cả các thiết bị chạy iOS 17 đều có thể lên được. Đó. Rất là hay. Nhưng khi các bạn rút sạc ra thì sẽ mất. Đây, bây giờ ví dụ mình rút sạc ra nhá. Mình tắt nguồn. Tắt nguồn thì sao? Đó, mình tắt nguồn sạc thì nó sẽ ngay lập tức nó sẽ mất luôn. Đấy, nó chỉ có tính năng này khi các bạn đang sạc thôi. Đó, nó sẽ tích hợp trên đế sạc không dây, bật sạc lên này. Đó, ngay lập tức nó hiển thị luôn. Đấy, các bạn thể nhìn thấy những thông báo hiệu ứng rất là đẹp mắt. Đấy, khi các bạn có cuộc gọi đến, tin nhắn thì nó sẽ hiển thị. Đó, thì đây là một cái tính năng chờ ở trên iOS 17. Các bạn nên cập nhật lên để tận hưởng những cái tính năng mới nhá. Cảm ơn các bạn quan tâm clip của mình. Mình đã thực hiện trên iPhone 15 Plus thành công. Các bạn có thể thực hiện trên các thiết bị khác, cập nhật lên iOS 17. Cảm ơn các bạn đã quan tâm clip của mình. Chào các bạn.